nghĩ rằng cái bài này nó hay lắm, và tôi đoán rằng là ca khúc này sẽ còn vươn xa hơn nữa. Và Ngọc Sơn xin gửi về ngân hàng không lấy lời đâu nha, ủng hộ cái bài hát này thêm là 50 triệu nữa nha. Wow. Nếu nay không tăng ca thì tối nay tôi xem qua bản đồ đi về nơi bình yên xứ lạ. Muốn đi xa thật xa khỏi những âu lo ngày qua, tìm một nơi cho tâm hồn ươm nắng hạ. Muốn đến một nơi không biết tên rồi đốt cháy lên lửa thiêng lúc 3 giờ đêm. Tôi thì không nói về sự khác biệt gì, nhưng mà tôi nói về một cái sự ngạc nhiên. Tôi vẫn luôn luôn ngạc nhiên vì sao ở một nơi phong cảnh núi rừng Tây Nguyên như vậy mà bạn lại có một cái tư duy âm nhạc thực sự là mới mẻ. Bạn ấy có sự mênh mang của núi rừng, cách tiếp cận về mặt giai điệu nó thực sự là rất là văn minh và nó rất mới, vẫn giữ được cái sự mênh mang ở trong cái tâm hồn của bạn ấy, nhưng mà bạn lại chọn được một cái thứ âm nhạc cực kỳ là mới mẻ, rất là hấp dẫn. Chính bản thân em cũng không biết là tại sao mình sở hữu được những khen này. Thực ra thì cũng không rèn luyện gì cả. Em coi tại vì người Tây Nguyên luôn luôn có một cái chất đó gọi là tự nhiên, bản năng mà có. Những người đồng bào ở đó họ ai cũng có thể chơi guitar, ai cũng có thể hát rất là hay. Tôi xin được đầu tư để bạn cũng có thể là có những cái giá trị có thể đồng hành được cùng với ngân hàng. Tôi xin đầu tư là 30 triệu đối với bài hát này. Em xin cảm ơn chị. Tôi nghĩ rằng cái bài này nó hay lắm, và tôi đoán rằng là ca khúc này sẽ còn vươn xa hơn nữa. Và Ngọc Sơn xin gửi về ngân hàng không lấy lời đâu nha, ủng hộ cái bài hát này thêm là 50 triệu nữa nha. Wow. Con xin cảm ơn chú. Dạ, chúng ta có một deal rất là tốt ngày hôm nay, và xin được cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và anh Ngọc Sơn. Thanh Huyền tin là điều này sẽ giúp cho bạn ấy đi được nhiều nơi hơn, vượt đến nhiều nơi hơn. Vâng, em xin cảm ơn. Và VP Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.